Rồi, xin chào anh em trở lại với số tư vấn mới. Tư vấn ngoài. Thì chúng mình đã tư vấn cho anh em CPU thế 13 rồi. Thế nhưng bây giờ anh em bảo là thế tôi lắp vào đâu? Tôi có ở nhà. Thì anh em phải mua main đúng không? Nhưng mà main Z790 bây giờ cũng phải hơi đắt anh em ạ. Mà chưa có B760. Video này thì không dành cho anh em nào mà thừa tiền. Anh em thừa tiền mua Z790 đi. Đúng rồi, anh em mua Z790 đi. Sở trích F này, lựa Hero này, Maximus, bao nhiêu các loại, bao nhiêu đúng kiểu rồi. Luôn. Mua thoải mái. Nhưng anh em mà kiểu kinh phí nó hơi gọi là limited phải không? Giới hạn một chút thì lại Z690 hoặc B660 nếu mà có quái tiền. Đấy. Thì những cái nhu cầu của mình với một chiếc Z690 cho thế 13 này, đầu tiên là phải có bao nhiêu flashback. Điều cần, tỷ lệ cần là bao nhiêu flashback đúng không? Chắc chắn là phải có cái đấy rồi. Đúng không? VRAM phải ổn đủ để cân 13.500K, không nhất thiết phải OC nhưng mà ít nhất là phải cân được mà không bị cháy bỏng nữa. Hoặc là kiểu vẫn là max speed ở 13.500K nhưng mà hơi nóng tí được. Và thứ ba là phải có hàng và mua ngay tại Hacom. Đấy, những cái yếu tố đó là rất là quan trọng nhá. Rồi. Vậy điều kiện cần là như thế. Điều kiện cần. Còn điều kiện đủ còn lại là bây giờ mình phân ra đầu tiên, đó chính là anh em nhiều tiền để làm gì. Đúng rồi, nhiều tiền để làm gì là con cao cấp nhất có thể mua bây giờ. Đó chính là chiếc mà hôm trước anh khách vừa mua là chiếc Z690 Surgic A Advance. Đấy. Thì con này là một con A là Advance à? Nó là Advance anh ạ. Thì con này là một con Z690 này. Đẹp. Anh công nhận là đẹp. Xong rồi đẹp. Đẹp, rất đẹp. Đấy, DDR4, tức là anh em có thể mua ra RAM giá rẻ. Rẻ, lấy con kit bây giờ vẫn rẻ có đủ về 3 cổng M2 này, vẫn có PCIe các thứ kiểu này đầy đủ, không có gì hết. Nói chung là đấy là một cái điều, một cái con main mà anh em sẽ gọi là có thể là mắc pin rồi. Anh em không cần phải tiêu thêm tiền đâu. Đấy là gọi là như kiểu là tối thiểu của các cấp ấy. Em cảm giác như là tối thiểu của các cấp ấy là sẽ đưa cho chúng ta đủ và đẹp. Đấy, đủ và đẹp. Rồi. Chúng ta sẽ không cần thêm nhiều hơn nữa. Thế là quá đủ rồi. Rồi. Còn nhưng bây giờ chúng ta chuyển sang anh em là không có tiền. Tối thiểu ấy. Tối thiểu thì thực ra thì có một con MSI, Z690 Pro. Pro. À không, Z690 A. Đây chắc không phải Advance nữa. Không phải P nhá, không phải P nhá. Đừng là P nhá. Không phải là Z690 Pro Pro nữa mà là phải là Z690 A nhá. Tại vì là Advance không? Không, không em cái này thì em không biết. Nhưng mà theo như em biết ý, là trong cái line up, trong cái gọi là các level của mới đi ý, thì A là cao nhất. A là có thể em thấy là cao nhất. Thì P về là màu dở hơn, cổng cắm dở hơn, và mọi thứ đều dở hơn so với con A này. Mà con A này đắt hơn có mấy trăm thôi thì đáng mua hơn. Con này có 5 triệu mốt anh em ạ. Đấy, 5 triệu mốt đúng khá là rẻ so với mức giá là 8 triệu tư của chiếc Z690 A lúc nãy. Cái VRAM này cũng đủ cân này, hơi nóng một tí thôi nhưng mà vẫn đủ cân 13.500K. 5 triệu mốt thì nói chung là khá là rẻ so với CPU. Và quan trọng là nó vẫn có cái nút nhỏ nhỏ là bấm flashback. Tại sao? Đấy, khá là hợp lý. Đấy, giờ tiếp theo nữa chúng ta sẽ có đó chính là nếu bạn có thêm tí tiền so với cả con 5 triệu, tức là kiểu tầm trung ấy, tầm trung của thêm 1 triệu nữa. Đấy, thêm 1 triệu, 2 triệu nữa thì anh em sẽ có hai option. Đầu tiên là một con mà rất nhiều khách mua là Túp Z690. Túp tiếng Việt là tù các bạn ạ. Tù, một con main tù hả? Ui, em phải nhận ra là em đi lắp ở các cơ sở khác nhá. Lắp đến bây giờ là 6 hay 7 bộ máy thì có 4 bộ là Túp. 4 bộ là Túp Z690 luôn. Đơn giản tại vì là biết được nó tốt. Nó rẻ. Nên nó tốt thôi, nó rẻ. Mà nó là tức là kiểu entry để vào trong ASUS thì nhưng mà khá thích. Thực ra mình mà mua ASUS thì các bạn mua cho mình dòng ROG trở lên dòng đi. Switch, dòng ROG lên. Chứ TUF mình có thấy nó tù gì. Hơi tù thật, TU huyền mà. Đấy, anh em thấy hơi buồn cười. Còn nếu mà anh em nào là fan chim thì anh em có thể mua Gigabyte dòng ASUS Elite. Cái con này thì cũng em đánh giá là cũng đẹp, nhìn sang, VRAM cũng chuẩn nhưng mà hơi nóng hơn một chút so với cả con Túp. Hơi nóng hơn một tí. Hơi nóng một tí thôi, không nhiều, không nhiều. Vẫn chịu được, vẫn chịu được. Ví dụ như con Túp thì là 60 thì con này là 75 ấy, kiểu thế. Không quá là nhiều. Và đấy là đánh đổi về vẻ ngoài thôi, bởi vì cái con ASUS Elite này nó là bọc hết gần hết rồi. Chữ Elite là bọc. Là bọc đấy là kiểu gì? Bọc rồi. May giờ Master bọc nữa. Master bọc, siêu bọc luôn. Siêu bọc là cũng bảo RGB kia. Thế thế nên là nếu mà anh em muốn mua, đấy là 4 con main và mình cảm thấy rằng là rất là ổn áp với cả những thêm 13 bây giờ. Và anh em có thể qua Hacom một ngày nhá. Muốn con main đầu Z. Đầu Z, không cho Z. Qua đầu B đi. Đầu B, vâng. Đầu B thì là một cái main rẻ rúng hơn khá nhiều. Nhưng mà cái gọi là tiêu chí của em bây giờ ấy thì tại vì đầu B thì nó vẫn phải cắt giảm nên là em sẽ ưu tiên những con nào có bao nhiêu flashback nhưng mà không nhất thiết phải có. Cái này thì tại vì có cũng được, tại vì anh em có thể làm tại nhà đó nhưng mà anh em vẫn có thể nhờ Hacom chúng mình làm cơ mà, đúng không? Chúng mình hỗ trợ hết dịch vụ tận tâm luôn, A đến Z, XY đầy đủ và đến dòng B nó có ITX. ITX đúng rồi, tại vì bây giờ Z690i mua vẫn đắt mà nó lại còn không có hàng nữa chưa, đúng rồi. Thì bây giờ có mỗi con B690i của ASUS rồi là 6 triệu rưỡi, khá là căng càng vết đấy, đắt hơn cả Z
Thì em thấy là con này nó cũng đẹp, công nhận là đẹp, nhưng mà dùng D5 đắt. D5 là anh em D5 giờ đắt. D5 là đụng mà định là đắt rồi. Và quan trọng nữa là cái khối tản nhiệt của nó rất là khó chịu. Tại vì VRM của nó phải gom bao nhiêu cái vào trong một chữ mà. Nên là VRM, cái tản nhiệt của SSD này với cả tản nhiệt của VRM nó cao lắm anh ạ. Đúng rồi, cắn tản nhiệt nó bị. Và anh nhớ là trước việc gắn con NHD15 mà là khá là khó, phải tháo vào VRM ra để gắn. Vâng đấy, trời ơi, thấy chưa. Anh em nên là anh em phải ưu tiên, nếu mà anh em chơi con này là anh em phải chơi tản nhiệt nước AO nhá. Ôi, mà AO còn khó anh ạ, tại vì là cái ống nó không chạm được vào 4 chiều nữa mà phải bắt buộc phải chạm vào ra. Tức là không phải xoay ra 3 chiều còn lại mà. Tức là các bạn chỉ gắn được đúng cái hướng ram thôi. Thế nên là nơi có không cái gì phải ra hai con custom rồi. Thế nói chung các bạn có thể mua con phổ như ban nào mà nó xoay được màn hình trước. Xoay được, rồi xoay được. Còn nếu mà anh em không muốn mua cái đấy thì thực sự mình cảm thấy là tốt nhất cho tầm giá sẽ có cũng có 1-2 con đấy. Thì đầu tiên là MSI cũng là Pro cũng là A nhưng lại là B660. Đúng không? Con này thì VRM cũng tương đối là ổn nhưng mà nóng. Nóng anh ạ. Mình anh nghĩ là mua dòng B thì các bạn chỉ mua dòng 13.700 đổ xuống thôi. Vâng đấy. Còn B mà chơi 13.900 thì nó hơi tại vì con này nhá là một con B duy nhất ở trong dòng này là có thể max ping được con 12.500K ở stock. Nhưng mà VRM là 107 độ. Nên là thôi anh em mua B để mua trừ con sổ trích ra. Trừ con ITX ra thì anh em mua B nên mua dòng i7 đổ xuống thôi. i7 đổ xuống thôi nhá. Cái mấy con B này thì mình không khuyên là anh em nên dùng i9, anh em dùng i7 thôi. Với những bạn nào dùng i7 thì là được. i7 hoặc là i5 ấy, 13.600K anh em chỉ cần mua một con bên này là quá đủ với cần nhu cầu của anh em rồi. Đấy. Còn có một số con bên nữa là 2N nhưng mà đáng mua, tức là ở trong dòng B có mấy con nữa cơ, còn 5 triệu, 6 triệu cũng gần bằng con này. Nhưng mà em thấy là nó hơi bị đắt quá. Overkill. Hơi bị overkill quá. 6 triệu mua Z đấy. Được rồi, tầm đấy thì mua Z đi làm gì, phải mua B làm gì đúng không? Đúng rồi. Thế thì tại sao không cố gắng thêm 1 triệu để mua mấy con đây là Z690 ở trên này. Còn nếu mà không ấy thì chỉ mình nghĩ là B chỉ còn tầm 4 triệu thôi là đẹp. 4-5 triệu. 4-5 triệu thôi là đẹp rồi. Chứ 5 triệu dòng Z thì nó hơi rẻ tiền. Nó 5 triệu dòng Z là hơi rẻ tiền rồi, là kiểu minimum là tối thiểu rồi. Là các bạn mấy con B rẻ tiền nhưng mà thay chip set. Đúng rồi, đấy. Còn mấy con tầm 4-5 triệu là được, những con B rất là chất lượng luôn. Thì sẽ có ba con này thì ưu điểm là đều có màu trắng hết, đều là màu trắng. Thì vì đây là và đều có wifi bluetooth hết. Đầu tiên là sẽ có là Zoctric B660A này, có B660A Pro của Gigabyte này. Với cả MRG, Mota. D4 hết thôi. Và nhưng mà điểm nhấn ở đây nhá là con B660A kia là có 3 flashback. Đấy là con sẽ ưu tiên mình nhất. Chỉ mình nói thôi, đấy là con em ưu tiên nhất cho tất cả các bạn. Là anh em có thể nâng cấp bài hút tại nhà. Đấy, thay vì anh em mua Z690 Tup thì chúng ta mua B680 Switch. Đúng rồi, B680 Switch để cho nó đẹp đúng không? Mà đặc biệt nếu mà anh em dùng mấy con CPU thấp như 13.600K quá là hợp lý luôn, không có một vấn đề gì cả. Rồi, còn bây giờ thì mình cũng vừa điểm qua các mainboard. Các bạn nào mà muốn nó tiết kiệm tiền một chút khi mà mua thế hệ 13 này. Đúng rồi. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em một số tư vấn tuần sau nhé. Rồi.